Ok, hello, xin chào tất cả anh em đang xem trên kênh YouTube của mình. Đây, tiếp tục hôm nay mình tiếp tục ra một cái video tiếp theo anh em. Thì hôm nay thì mình tiếp tục đi ra bốc hàng, cứ có những cái tiếng cố định đó anh em. Đi ra hôm nay bốc hàng rồi đi về trong ngày luôn anh em. Hôm nay hiện tại mình đang ở Quảng Ngãi anh em, cuối địa phận Quảng Ngãi này. Thì mình sẽ quay một cái hành trình, một đoạn đường ở Quảng Ngãi cho anh em xem nha. Thì hôm nay mình sẽ sử dụng cái chế độ quay Super View nên nó hơi bị dài anh em, do mình quay cái kiểu kia anh em kêu hơi bị nhức đầu. Mình sẽ chuyển đổi quay sang Super View, nó hơi dài nên nó không được xíu anh em. Thì hôm bữa trước thì cái đồng hồ này, hồi bữa trước mình làm một cái clip lùi xe ra khỏi nhà kho xi măng đó anh em. Thì cái đồng hồ mình đây là nó bị chạm anh em, dù có đủ hơi nó vẫn còn kêu. Nên khi mà mình đi mà nó vòng là nó mới hết kêu cái đồng hồ báo hơi này, nó báo stop hay báo ai đó. Đó nên có nhiều anh em vào bình luận kêu mình là tài cứng mà đều không chưa đủ hơi mà chạy đó. Nên mình hôm nay mình sẽ nói về cái đó để cho những cái anh em nào mà xem clip mà thấy nó hiện cái đó cho anh em biết, chứ không phải là chưa đủ hơi mình chạy đâu. Đó nên anh em xem anh em phải hiểu vấn đề đó nha. Thì hôm nay thì anh Lơ của mình á, anh mắc công chuyện nhà anh em ơi. Hôm bữa trước thì chú xe cho ở nhà, hôm nay thì mắc việc không biết sao luôn. Mà anh Lơ này làm ok lắm anh em, làm công việc rất là ok luôn. Cái vô lăng này chưa chỉnh được nha anh em, tính là hôm nay làm clip chỉnh vô lăng lại cho anh em xem. Mà do lý do là anh Lơ, cái này chỉnh là phải có hai người à, một người căng ở chỉnh ở trên, một người ở dưới. Ở Quảng Ngãi này xe máy rất là nhiều anh em. Cái tầm buổi sáng là do nó là cái khu công nghiệp á, nên khi mà di chuyển vào cái thời gian có tầm 6 giờ tới 7 giờ rưỡi á, thì giờ là 7 giờ rưỡi này nè. Đó thì có rất là nhiều xe máy lưu thông, có khi là đi hết nguyên một đoạn đường luôn anh em, mình phải bò đằng sau á, như cái đoạn ở ngoài khu nghiệp Tịnh Phong á anh em. Mũi anh bò mũi về. Nay thì trời đổ mưa nè anh em, mưa không biết ra bóc đường không, bóc xi măng bóc trời mưa cực lắm anh em, bạc bùn phải phủ liền, chứ không là trời mưa là nó ướt xi măng là về đền. Chở xi măng mà chở bột xi măng mà đi về mà chở đá về là cũng hơi bị mệt đó anh em. Khi mà mình quay lên cái màn hình đó mà cái vô lăng nó bị lệch, nó khó chịu lắm đúng không anh em? Đúng rồi, mà hiện tại thì chưa chỉnh này nó rất là nhanh, nhưng hôm chưa có cái bộ cờ lê, nó thiếu cái cờ lê 16 nữa anh em. Một mình chỉnh cũng được, nhưng mà chỉnh là phải vài lần nó mới chỉnh được, chứ nó không có thể nào mà nó chỉnh được. Này là do anh làm lắp xe này, anh làm biến không chịu chỉnh lại vô lăng này. Với lại chắc là anh lắp xe làm một mình hay sao á, nên mới không có ấy, không có thể nào chỉnh được cái vô lăng, phải có hai người à.
người giữ ở trên này, giữ cái vô lăng cho nó chính, người dưới kia đút cái banh răng của cái đầu lắp của cái này xuống. Xe không mình chạy ra luôn nha anh em, chứ không có chở hàng nha. Hôm trước thì có chở hàng nha, hôm nay đánh xe không chạy ra luôn. Do gần cuối năm rồi anh em, là cái xi măng á, là nhà phân phối á, họ gọi là họ nhận chiết khấu nhiều á, bắt buộc là họ phải lấy đủ số lượng, nên bắt buộc là phải đánh xe không chạy ra luôn, có hàng về. Cái điều đặc biệt nha anh em, mình không có nói xấu bất cứ thứ gì hết, nhưng mà điều đặc biệt á là cái xe này là cứ tài xế đi đúng 3 chuyến là tài xế nghỉ anh em, không biết lý do gì luôn á, nói chung chắc có vấn đề gì đó, hoặc là đi cao tay là có người đi là 1 tháng hoặc là 2 tháng gì đó là người ta nghỉ đó. Mình chỉ là mình nghe và mình nói lại trên cái kênh YouTube mình, nói cho vui cho anh em biết về cái xe này thôi, chứ còn thực chất mình không có ảnh hưởng gì, thì được việc thì mình làm, đúng không anh em? Được việc thì mình làm, còn ép giữ quá thì anh em tài xế ai mà không bức đó, nên mình nghĩ là chắc cũng có vấn đề gì đó. Sớm luôn anh em, mình dậy hồi 4 giờ vậy, mình đi đánh răng súc miệng xong mình chạy lên cái cây xăng dầu mình đổ xe này, là lúc 4 rưỡi thì bây giờ mình chạy ra tới cuối Quảng Ngãi là 7 giờ 5 này anh em đó. Thì cái hành trình của mình nó như thế anh em, thường là bốc ở ngoài kia là mình đi tầm khoảng 3 tiếng rưỡi 4 tiếng là mà ra tới nơi, thì bốc xong thì mình chạy về, mình bỏ tại kho của cái chủ xe nè anh em đó. Xong rồi là có khi là bỏ đại lý nữa, rồi bỏ xong thì tầm nó cũng tầm khoảng 4 giờ mấy 5 giờ vậy, có khi thì trễ thì 6 giờ 7 giờ tối gì đó, thì bắt đầu mới về. Thì mình rất thích những cái kiểu chạy như thế này, bởi vì nó có thể mình gần vợ gần con, ok, dù nó hơi cực xíu cũng được anh em. Đối với cái xe mà mui bạc này á, lại nó rất là cực, bởi vì là bạc bùn, bụi bặm đồ nó cực hơn là những cái dòng chạy xe lạnh. Xe lạnh là được cái là nó xa nhà thôi. Tới gần vùng Bình Trung Quốc kia là mình đã tới hết địa phận Quảng Ngãi anh em. Xe bò giữa chợ. Trước kia là Hùng Binh Trung Quốc.
đi vào trong khu công nghiệp Dung Quất nè anh em, phía trước á. Còn phía này là quốc lộ cũ, mình cứ biên theo cái quốc lộ cũ này mình đi thôi. À, vô quốc lộ, vô trong khu công nghiệp Dung Quất. Trình ngắn một tiếng đường ở cuối địa phận Quảng Ngãi nha anh em. Thì quay một cái đoạn đường ngắn gọi là quay cho anh em xem, thì lâu lắm rồi mình mới quay lại kiểu cái hành trình như thế này cho mọi người cùng xem. Thì mình thấy cũng ít có cái kênh nào mà nó quay về cái hành trình này anh em, quay đường xá rồi xe cộ vừa đi vừa nói chuyện á, thấy cũng ít lắm. Có như anh Tấn cũng biết quay hành trình này, anh Nhân cũng biết quay đường trình này, đó, nói chung ít quay quá, chung quay hành trình nó cũng vui lắm, quay đường xá cho những người mà xa quê xem để biết về cái cung đường trước giờ nó thay đổi như thế nào, đó, còn những người mà hồi giờ chưa biết tới tuyến đường đó họ vẫn xem họ biết để họ biết thêm về tuyến đường đó, thì thôi, chào tạm biệt mọi người nha, hẹn mọi người những clip tiếp theo. Nhớ ấn like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Bye bye.